Quý vị xin thân ái kính chào cả quý vị. Bùi Thị Quý thân ái chào quý vị và các bạn. Chuyến nghiệp xuân về, Bùi Thị Quý thân chúc tất cả quý vị và các bạn vạn sự bình an, sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc và luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì mời quý vị cùng họp mặt với gia đình của mình nhé. Nhà tôi lao ngày mấy lần. Tôi đi xin dạ. Rồi đứng lên chúc của bà nội đi rồi mà. Đây cũng lên sân khấu. Bố ơi nhà trước. Thank you.
vui là thấy no rồi ha. Bên năm nay tôi bên sông đất ba con ngựa tha hồ mà ăn tha hồ mà chạy. Ủa nó khí nghe thì để đâu vô đầu tiên tôi tới ngoan từ của mình không ngồi đi. Nó có ác lạnh có ác chứng lắm còn đi sao rồi ngồi nha ăn miếng nó không cho ngon nhiều lắm tốt. Đừng có giúp giúp cái đầu. Cái đầu không đâu. Đang giúp ta giúp keo con. Con kéo qua cái loại nó mạnh chưa rồi. Tôi bên nè, tôi bên hoa ăn hết. Bên hoa ăn hết. Rồi các con mời. Hôm nay là bữa cơm đầu tiên của gia đình mình. Hôm nay là mình dạo. Gia đình cơm họp thì có mấy người thôi à, hai vợ chồng. Chúng to, thương cháu nội và hai vợ chồng mình thôi. Ngon ngon không biết. Ăn ngoan rồi ba mẹ dẫn đi chơi chợ xôn á. Đi rồi chết đuôi quá bà nội ơi. Bà nội tiếc bà nội có đi không bà nội? Con có cho bà nội đi không? Dạ có. Rồi bà nội ăn hết từ của Sư Vi thì sao? Bà không ngốc đâu. Con đục quá nha mẹ. Con làm cái này. Con lớn rồi mẹ. Rồi, cái con lớn rồi ngoài đường rồi con sư tử để mang thông qua
Con hát bài hát đi. Mình hát bài hát đi. Thật ra bài hát bài hát. Bài. 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 Bài tiếng Anh đi. Đúng rồi. Con dân xanh bình dưa thao đỏ cành mai vàng bên cạnh đảo tươi. Tết năm nay bé hơn một tuổi. Chúc ông bà sức khỏe dồi dào. Chúc ba mẹ sức khỏe nhiều nhiều. Chúc anh chị thương bé nhiều nhiều. Nhưng bé lớn rồi bé không thích lì xì. Bé cũng thích hả? Bé không thích lì xì. Bé lớn rồi bé không thích lì xì, nó chết. Hát tới con. Dù đi xa thật là
chẳng bao vui được như nghề của em. À. Ba không có thời gian bao như vậy đi, nếu đi xa vậy đi là đi hụt lắm luôn á.